Chào các bạn, hôm nay tôi lại mời các bạn chúng ta cùng đi xem một khóm rừng nhà tôi có giữ được 4-5 cây lim xanh đấy, để phủ xanh, không để biến cái khu đồi trọc mà trở thành rừng xanh mát, tạo cảnh quan khí hậu tốt cho gia đình cũng như là cho xóm làng. Đây là hai cây lim xanh mà gia đình chúng tôi giữ. Có nhiều người hỏi mua và muốn khai thác nhưng mà chúng tôi không cho phép, để lại sau này còn làm lấy hạt của nó để gieo trồng và có thể là nhân giống cho khu vực. Đây là toàn bộ cảnh của 4 cây lim nó mọc với nhau và đan xen là những cây leo chằng chịt. Bên cạnh đây là cây hoa rẻ, nó cũng bám vào những cành cây lim để nó vươn lên, trông rất là đẹp và mát rượi. Còn đây là những cây lim con, nó đã mọc lên và sang xuân, mùa xuân tới, nhân dịp tết trồng cây, gia đình chúng tôi sẽ bấn những cây lim con này để trồng hàng rào dọc bên vườn chúng tôi để giữ lại cái giống quý này. Và đây là cây ngát, cũng nó trên 30 năm tuổi rồi. Chúng ta lại tận gốc để chúng ta xem. Đây, cây ngát rất đẹp, gốc to, đường kính của nó cũng phải đến 80 phân này. Đây làm gỗ rất tốt và làm các cái đồ hàng mộc cũng rất là tốt bởi vì nó ít mọt. Các cụ thường nói là nhà nát mà gác cột cây ngát vẫn còn, mà do đó mà cần phải lưu giữ và để nhân giống lấy hạt của nó để cho chim chóc nó bay, nó ăn rồi nó sẽ phân tán gieo khắp nơi trên các khu vực mà chúng tôi sinh sống ở trên mấy quả đồi này.
Có rừng thì có chim về và những con chim hót rất hay. Các bạn thấy cây ngát và những cây lim nó tạo thành một cái tán rừng nhỏ nhỏ, cảnh quan rất mát và đẹp, chim hót líu lo. Cuộc sống của người cao tuổi thăm vườn, bảo vệ rừng cây, tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của tôi.